các bạn. Vì tôi đang đi lên để chuẩn bị đồ để đi Phú Quốc. Và đây tôi đang đi vào phòng thay đồ của tôi ở đây. Sau bao nhiêu ngày vắng mặt vì công việc, bây giờ cái đứa đã trở lại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi đầu tiên trong đại chiến 100 bản tên. Đó chính là búp bê tập đi cùng Karik. Tại sao ạ? Búp bê tập đi cùng Karik. Búp bê tập đi cùng Karik, trò chơi đó tên là vậy. Tất cả thành viên ngoại trừ Karik sẽ phải đeo chuông và chạy trốn khắp nơi trong nhà trong vòng 1 phút. Karik sẽ là quản trò và hô câu khẩu hiệu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau đó đi tìm các thành viên khác. Các thành viên phải tránh mặt Karik và tìm các sticker Running Man được dán ở trong nhà. Sau đó chụp ảnh selfie cùng với các sticker. Các thành viên còn lại ngoại trừ Karik có quyền loại bỏ bản tên của các thành viên khác dựa trên số lượng sticker mà mình chụp được trước khi bị loại. Các thành viên chỉ được di chuyển trong lúc Karik hô khẩu hiệu. Nếu đã hết khẩu hiệu mà vẫn di chuyển và bị Karik phát hiện thì sẽ bị loại. Được di chuyển. Chú mới đánh đầu tôi đúng không? Không có người nè. Trời ơi. Chưa. Anh mới dọa em đúng không? 5 phút anh. Ok. 5 phút đúng không? Anh em ơi, cho anh 5 giây thôi. Hai chị em chưa làm gì anh. Đúng rồi. Em là vợ anh thì được, sống với cuối cùng được. Em là vợ anh trời ơi. Em là vợ anh trời ơi. Ba đây chồng là phụ dâu phụ rể. Ba chồng. Ba chồng. Ăn đi. Mở mở. Phát phụ l... Phát phụ l... Ủa Ngọc sao hai lần? Phát phụ l... Ủa Ngọc sao hai lần? Được. Phát phụ l... Ủa Ngọc sao hai lần? Được. Hai lần? Được. Ây da. Được. Ây da. Ây da. Ê, coi. Ê, coi chừng. Ngủ chung. Xé người nó đi. Ngủ xé cũng mệt lắm rồi. Xéo. Xé đi hả? Xé đi hả? Con xéo. Bác ơi! Bác! Đừng tháo khẩu đi! Đừng tháo khẩu đi! Thả bạn ra! Chưa xong rồi! Lần! Mình là những chiến sĩ thành đạt, mình phải chơi trò chơi đó dạng 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 này. Lâu lâu là xét cái rồi, lâu lâu xét, lâu lâu xét cái cái gì? Lâu lâu xét cái cái gì? Anh yêu à? Lâu xét cái thôi, lâu xét cái thôi. Anh già ôm em. Trời ơi. Được một cái. Ơ
Trận đấu kết thúc. Cậu dừng quá.